nhau, mình sẽ hướng dẫn các bạn là món sinh tố na. Để làm được món này thì chúng ta cần phải chọn quả na đã đạt độ chín. Thì phần vỏ sẽ rất là dễ bóc, nó không bị dính vào phần thịt. Thứ hai nữa, quả na khi đạt độ chín thì nó sẽ có cái độ ngọt, nó không còn cái độ chát nữa. Những quả na mà chưa tới đạt độ chín thì các bạn sẽ khó tách phần vỏ ra hơn, và khi xay lên thì sẽ hơi chát một chút, nó không được thơm ngọt như là cái trái chín rồi. Đấy, đấy là một cái điểm chung ở trong các món sinh tố quả tươi, là các bạn phải lựa chọn những loại trái cây đã đạt độ chín rồi. Ok, thì sau khi mà các bạn đã chọn được trái cây rồi thì là mình sẽ sơ chế cái quả này, là ta loại bỏ phần vỏ đi. Sau đó là mình sẽ lọc ruột nó và bỏ hạt đi. Thì các bạn sẽ được thành phẩm là cái phần ruột quả na như thế này. Đấy. Các bạn nếu như ở trong quán mình muốn phục vụ được nhanh hơn thì các bạn có thể là sơ chế nhiều lên một chút. Sau đó các bạn cấp đông, bảo quản và mang ra dùng dần. Đối với những quả na mình đang cầm trên tay to tựa như thế này thì trung bình một quả như thế này các bạn có thể làm được 2 cốc. Sau đây thì mình sẽ tiến hành là món sinh tố na. Món này mình sẽ đong là 30ml đường. Quả na này khi chín đã có độ ngọt khá là tốt rồi, cho nên mình chỉ sử dụng khoảng 30ml đường thôi. Nếu như bạn nào mà không muốn uống ngọt quá thì các bạn có thể tùy chỉnh tăng giảm cái lượng đường này. Và tiếp theo là sữa tươi là 60ml ạ. 60. Rất đơn giản thôi, có đường, sữa tươi, xay với na và với đá. Tuy đơn giản nhưng mà mình nghĩ là cái món này nó sẽ đáp ứng khẩu vị của rất nhiều người. Na ở đây mình sau khi sơ chế xong mình cân lên là sẽ là 100g đối với nửa quả. 100g. Được đá là 150-180g. Sau đó là xay đều hỗn hợp lên trong vòng 25-30 giây. Trước khi xay thì sử dụng chức năng phá đá trước. Nếu như các bạn muốn thưởng thức thiên về cái vị tươi của quả na thì các bạn có thể sử dụng cái đắp đường như mình vừa sử dụng. Thường các món sinh tố thì là mình sẽ lựa chọn những loại quả mà nó có nhiều cái phần thịt, thịt quả, chứ không phải những cái quả mà mọc nước. Những loại quả nhiều thịt thì nó có thể có một số loại như là đu đủ này, xoài này, bơ này, rồi là quả na này, quả mãng cầu xiêm này, và một số loại quả như là quả chuối chẳng hạn. Đấy, có những loại quả mọc nước nó sẽ phù hợp với những loại đồ uống là nước ép trái cây. Những loại quả mọc nước là những loại quả như là quả chanh, quả cam hay là quả dưa hấu. Đấy là những loại quả mọc nước. Thì đấy là mình gợi ý cho các bạn về những cái loại sinh tố và nước ép. Thì bạn lại mình vừa mới hoàn thiện xong món sinh tố na, chúc các bạn thành công.